luôn. Bỏ đủ thứ thứ thôi. Anh nên cũng không chịu đau được. Tha lắm không nghe, đừng gầm nghe. Hôm trước ra mình nhớ mình uống trà sữa được mà tự nhiên gặp uống cái ly trà sữa mau về tất tình chỉ sợ luôn. Nói thì uống đó, uống nhiều lắm. À, hồi trước mình uống thì nào qua được mấy cái nè. Ai biết bên trời đâu quay gì nhiều đâu, toàn là mấy đứa cứ quay. Ý là đứng á. Đứng chứ đâu đứng nhiều đâu, hồi trước thôi. Ừ. Hồi trước lâu còn đi làm. Chứ bữa trừ đâu có quay mấy đâu. Trừ giống như đi quay lại. Chạy xíu. Vào đang sợ tao chóng mặt đau kêu quay bữa trước cũng từ khi bầu rồi á. Em lâu ngày quay hiểu quay ngược hướng thì lo rồi biết rồi. Thì sáng đứng ngược lắm sao giờ lo cuối cái này đi sai nữa. Mà bên đó là quay bên nào cũng được hết, là quay một bên thôi hả? Bên nữa hả? Ừ. Còn quay đứng bên đó thôi. Cũng đứng theo. Vậy mà đợt trước nó cũng thương qua quay gì đó, nó đứng ngược bên đó. Thấy mụ không? Thấy nhưng mà kiểu vậy. Ngược với lại khi mà chị Loan cúi xuống là mình phải đưa máy vô, mà đưa máy vô là cùng cái tay mình. Còn đứng đi là khỏe hơn mà. Đứng đúng thấy hắn sướng hơn, vẫn được ngồi chân. Nên nó ăn thế mồ đứng thế này.
cu nó nặng miết mà nó cũng nhiều viêm miết rồi ta. Viêm gì là đỡ mà. Nhưng mà thấy thâm không hết. Không dùng cây mà. Cây mang chị á. Thank you.